Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Bà Harris liên tiếp nhận tin vui sau khi công bố phó tướng tranh cử. Iraq thu giữ xe tải chở 8 quả tên lửa trong vụ tấn công căn cứ quân sự Mỹ. Nước thành viên ICC mời ông Putin dự lễ nhậm chức Tổng thống. Mỹ tuyên bố nóng về đàm phán Israel-Hamad ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đội ngũ của bà Harris đã công bố số tiền gây quỹ mới khi nữ chính khách này lần đầu cùng phó tướng tham gia cuộc meeting vận động tranh cử chung ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Bà Harris thông báo chọn liên danh tranh cử với thống đốc bang Minnesota Tim Walz chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ tuyên bố bà đã chính thức giành được đề cử của Đảng đấu chung kết vào Nhà Trắng với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Theo CNN, phát ngôn viên cho chiến dịch tranh cử của bà Harris mô tả hơn 20 triệu đô la Mỹ ủng hộ mới, đánh dấu một trong những ngày gây quỹ tốt nhất của chiến dịch trong mùa bầu cử năm nay. Số tiền trên đã giúp tăng đáng kể tổng số 310 triệu đô la Mỹ bà Harris đã huy động được vào tháng 7. Khoảng 2 phần 3 các khoản quyên góp này Đến từ những nhà tài trợ lần đầu, với 200 triệu đô la Mỹ thu được trong tuần đầu tiên kể từ khi tổng thống Joe Biden thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và ủng hộ phó tổng thống thay ông tranh cử ghế lãnh đạo Mỹ. Trong khi đó, ban vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết đã huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 7, tháng mà ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa may mắn sống sót sau một vụ ám sát bất thành. Số tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump trong tháng 7 tăng 24% so với con số 111,8 triệu đô la Mỹ huy động được trong tháng 6. Số tiền tài trợ mà quỹ tranh cử của cựu tổng thống này hiện có là 327 triệu đô la Mỹ. Trước đó, ban vận động tranh cử của ông Donald Trump ngày mùng 2 tháng 7 cho biết đã gây quỹ được 331 triệu đô la Mỹ trong quý 2, vượt qua con số 264 triệu đô la Mỹ mà ứng cử viên Đảng Dân chủ khi đó là tổng thống đương nhiệm Joe Biden huy động được trong cùng giai đoạn. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất hé lộ bà Harris và ông Trump đang bám đuổi nhau rất sát về tỷ lệ tín nhiệm của cử tri. Theo kết quả thăm dò do CBS News YouGov New công bố, bà Harris dẫn trước ông Trump một điểm trên toàn quốc với tỷ lệ 50% và 49%. Đây là một con số tốt hơn rất nhiều cho phe Dân Chủ so với lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden còn tham gia cuộc đua. Tại các tiểu bang giao động mang tính quyết định trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Harris và ông Trump có kết quả ngang ngửa nhau. Cũng trong cuộc thăm dò, sự ủng hộ của cử tri cho ông Trump về vấn đề kinh tế vẫn nhỉnh hơn bà Harris với tỷ lệ lần lượt là 45% và 25%. Tuy nhiên, khi nói đến lòng tin vào các ứng cử viên, chỉ 51% số người được hỏi cho rằng ông Trump có đủ năng lực về mặt tinh thần để làm tổng thống so với 64% dành cho bà Harris. Security Media Cell, cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Trung Iraq cho biết căn cứ Ain al-Assad mới đây đã bị trúng hai quả tên lửa vụ việc đã khiến 5 quân nhân Mỹ và hai nhà thầu bị thương. Theo nguồn tin, lực lượng an ninh Iraq đã khẩn trương triển khai tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện một chiếc xe tải chở 8 quả tên lửa sẵn sàng khai hỏa ở thị trấn Haditha, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía tây bắc. Các chuyên gia chất nổ đã tháo dỡ toàn bộ số tên lửa này. Lực lượng an ninh đang tiếp tục truy tìm thủ phạm vụ tấn công. Trong tuyên bố, quân đội Iraq nhấn mạnh phản đối mọi hành động tấn công liều lĩnh nhằm vào các căn cứ quân sự của nước này, các phái bộ ngoại giao, văn phòng của các cố vấn liên quân quốc tế, cũng như mọi hoạt động có thể gây căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nước này sẽ không dung thứ cho các vụ tấn công vào quân đội Mỹ ở Trung Đông sau khi vụ bắn tên lửa ở Iraq làm 5 quân nhân Mỹ và hai nhà thầu bị thương. Vụ tấn công trên là vụ thứ 3 chỉ trong hơn 3 tuần nhằm vào căn cứ Ain al-Assad ở miền Tây Iraq, nơi có quân đội Mỹ cũng như các quân nhân khác từ liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được báo cáo về vụ tấn công nói trên. Theo AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, cuộc tấn công bằng rocket nói trên xảy ra sau khi lực lượng Mỹ trong tuần trước thực hiện một cuộc tấn công vào những đối tượng đang cố gắng phóng máy bay không người lái, bị xem là mối đe dọa đối với binh sĩ Mỹ và đồng minh. Một số nguồn tin từ Iraq cho hay, cuộc tấn công do Mỹ tiến hành đã khiến 4 người thiệt mạng. Đó là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Mỹ tại Iraq kể từ tháng 2. Đã có hai cuộc tấn công gần đây nhắm vào các căn cứ có binh sĩ Mỹ và đồng minh đồn trú tại Iraq. Trước đó, quân đội Mỹ tại Iraq và Syria không bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 4, nhưng các cuộc tấn công nhắm vào họ phổ biến hơn nhiều trong vài tháng đầu của cuộc xung đột Hamas-Israel ở Gaza. Mỹ cho biết nước này có kế hoạch triển khai máy bay ném bom thường xuyên hơn tới Australia. Theo The Guardian, thông báo trên được đưa ra sau các cuộc hội đàm thường niên giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra tại Annapolis, Maryland, Mỹ. Cuộc hội đàm dựa trên xu hướng lâu dài về việc tăng cường luân chuyển quân Mỹ tới Australia cũng như các động thái nâng cấp căn cứ quân sự của Australia, bố trí lại các thiết bị quân sự của Mỹ ở Australia. Tại cuộc gặp lần này, Australia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ quốc phòng. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles khẳng định có nhiều cơ hội để các công ty của Australia tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ quốc phòng tại Mỹ. Bên cạnh đó, Australia cũng ủng hộ sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Mỹ tại nước này trong tất cả các không gian từ đất liền, trên biển, trên không và trên cả không gian mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles, nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ mang lại cơ hội lớn để Australia cùng hợp tác với các nước trong khu vực. Điều này hiện đang cho phép chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động chiến dịch và các cuộc tập trận chung với các đối tác. Ví dụ như việc chúng tôi cam kết thực hiện nhiều hơn nữa cuộc tập trận ba bên với Nhật Bản. Đồng thời chúng tôi cũng thảo luận về việc nâng cao nhận thức về hàng hải không chỉ với Nhật Bản mà còn với cả Philippines và Ấn Độ tại cuộc họp ngoại trưởng australia pennigong cho biết sự đảm bảo an ninh của mỹ trong khu vực ấn độ dương thái bình dương đã góp phần tạo dựng sự thịnh vượng ở đây và cơ chế ausmin là một cơ hội khác để hai nước thảo luận cách vượt qua các thách thức và củng cố sự hợp tác cho phù hợp với bối cảnh hiện tại để không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà cho cả khu vực nơi người dân hai nước đang sinh sống các cuộc hội đàm hàng năm được gọi là tham vấn cấp bộ trưởng Australia, Mỹ, viết tắt là Ausmin. Chính phủ Australia mô tả Mỹ là đồng minh thân cận nhất và đối tác an ninh chính. Báo Investia dẫn thông tin từ đại sứ quán Mexico cho biết, Mexico đã gửi lời mời tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Claudia Sheinbaum vào ngày 1 tháng 10. Bản tin dẫn lời đại diện đại sứ quán Mexico tại Nga cho biết lời mời Nga tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Sein Baum đã được gửi đến Tổng thống Putin. Ivestia đưa tin, Tổng thống Putin sẽ quyết định có đích thân tham dự buổi lễ hay sẽ cử một quan chức cấp cao thay mặt. Ivestia viết rằng, Mexico giữ lập trường trung lập về khủng hoảng Ukraine và các chuyên gia tin rằng bà Sein Baum sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Andres Manuel Lopez Obrador. Bộ Ngoại giao Mexico sau đó cho biết, chính phủ đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả quốc gia thiết lập mối quan hệ với Mexico cũng như các tổ chức quốc tế mà Mexico là thành viên để mời dự lễ nhậm chức. Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban lệnh bắt Tổng thống Putin liên quan đến kế hoạch quân sự ở Ukraine. Nga không phải thành viên của ICC, nhưng Mexico là thành viên của tòa án này. Tuy nhiên, Mexico và Nga vẫn duy trì quan hệ gần gũi. Tổng thống Putin chúc mừng bà Sinh Baum sau khi bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 6, khẳng định Mexico là đối tác hữu nghị lâu đời của Nga ở Mỹ Latin. Bộ Ngoại giao Mexico sau đó cũng không trả lời câu hỏi liệu việc Mexico là thành viên ICC có ảnh hưởng đến khả năng Tổng thống Putin dự lễ nhậm chức của Tổng thống Sein Baum hay không. Ngoài ông Putin, hồi tháng 6, Reuters dẫn thông báo của ICC cho biết ICC đã ban hành lệnh bắt về hai lãnh đạo quân đội Nga. Các thẩm phán ICC tuyên bố có cơ sở pháp lý để tin rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shogu phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng điện Ukraine. Theo ICC, những cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu dân sự và ngay cả khi các mục tiêu có thể coi là quân sự, thiệt hại dân sự rõ ràng là lớn át lợi ích quân sự. Hội đồng an ninh Nga tuyên bố việc ICC phát lệnh bắt là vô nghĩa. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine cũng không phải là thành viên ICC nhưng đã trao quyền tài phán cho ICC để truy tố các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình. Mới đây, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc họp thứ hai của Ủy ban khẩn cấp Cobra cùng với các thành viên chủ chốt của nội các, lãnh đạo quân đội, cảnh sát và quản lý nhà tù để bàn biện pháp ứng phó với các cuộc biểu tình bạo loạn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. Theo Thủ tướng Anh Keir Starmer, 400 người đã bị bắt giữ sau khoảng 50 cuộc biểu tình trên khắp nước Anh trong những ngày vừa qua. Nhiều người trong số đó đã bị hầu tòa và buộc tội. Ngoài ra, khoảng 2.200 cảnh sát chống bạo động sẽ được bổ sung để ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực của các đối tượng cực hữu. Ông Stammer nhấn mạnh, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng cảnh sát sẽ có mặt ở bất cứ nơi nào cần phản ứng, hỗ trợ cho những nơi cụ thể cần có ở đó. Rõ ràng, đây là tình huống khó khăn khi tình trạng hỗn loạn diễn ra ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc. Đó chính xác là lý do tại sao tôi tổ chức cuộc họp Cobra thứ hai của mình hôm nay để phối hợp phản ứng và để có được sự đảm bảo rằng chúng ta có đủ cảnh sát tại chỗ rằng chúng ta có thể đối phó với tình trạng hỗn loạn này. Thông điệp phải được gửi đến những người đang tham gia vào tình trạng hỗn loạn này, đó là các bạn đã sai rồi, các bạn không nên làm vậy, các bạn sẽ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của luật pháp. Như tôi hy vọng, chúng ta đã có thể chứng minh bằng các cuộc truy tố nhanh chóng này. Các vụ biểu tình bạo loạn xảy ra trên khắp nước Anh sau vụ đâm dao khiến ba bé gái thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Nghi phạm Asen Rurakubana, 17 tuổi, sinh ra tại Carib và sống tại làng Banks, hạt Lancashire, cách Saport vài dặm về phía Bắc, đã bị buộc 3 tội giết người và 10 tội cố ý giết người. Tuy nhiên, trước khi danh tính của nghi phạm được xác nhận, trên mạng xã hội đã lan truyền các thông tin sai sự thật rằng đối tượng là người Hồi giáo đến Anh bất hợp pháp bằng thuyền và đang xin tị nạn. Sau những thông điệp này, các thành viên cực hữu đã xuống đường biểu tình phản đối nhập cư và bài Hồi giáo tại các thành phố trên khắp nước Anh. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra giữa phe biểu tình cực hữu với cảnh sát hoặc với các nhóm biểu tình đối lập. Đây là đợt bùng phát bất ổn dân sự tồi tệ nhất tại Anh trong 13 năm qua, tập trung tại nhiều thành phố của vùng England và Bắc Ireland. Một quan chức Mỹ vừa qua cho biết, khoảng một chục máy bay chiến đấu F/A-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã bay đến một căn cứ quân sự ở Trung Đông. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm giúp bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này cũng như bảo vệ quân đội Mỹ. Vị quan chức trên cho biết, các máy bay FA-18 và một máy bay do thám E-2D Hawkeye đã cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang ở Vịnh Oman và đến một căn cứ không được tiết lộ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội nước này trong khu vực do lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở Trung Đông sau các vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Liban và nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas ở Iran vào tuần trước. Cũng theo quan chức trên, việc triển khai máy bay phản lực của Hải quân Mỹ trên đất liền dự kiến chỉ là tạm thời vì một phi đội gồm khoảng 10 máy bay chiến đấu F-22 của không quân nước này đang trên đường từ căn cứ quân sự Alaska đến trong vài ngày tới. Thời gian đồn trú của những chiếc máy bay này sẽ phụ thuộc vào tình hình trong những ngày tới. Lầu Năm Góc cũng đang thực hiện các bước để chuẩn bị triển khai thêm các hệ thống vũ khí tại Trung Đông. Mỹ có thể tăng cường năng lực phòng thủ đất đối không trên đất liền để ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran vào Israel. Hiện có khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông, căn cứ lớn nhất là Al-Udey ở Qatar. Tuần trước, một quan chức Mỹ đã xác nhận có ít nhất 12 tàu chiến của Mỹ trong khu vực, ở diễn biến khác, theo Times of Israel, vừa qua Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng kêu gọi tân thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa nhanh chóng chấp nhận các thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Ông Blinken cho biết, ông Sinwa từ trước tới nay vẫn là người có quyền quyết định chính với lệnh ngừng bắn. Chức vụ mới chỉ nhấn mạnh thêm về việc ông ấy là người có tiếng nói nhất về việc có thỏa thuận hay không. Ông Blinken nói thêm, căng thẳng ở Trung Đông không nên gia tăng hơn nữa. Chúng tôi đã trực tiếp truyền tải thông điệp này với Iran và Israel. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ Sencom vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy một số thiết bị bay không người lái UAV xuồng điều khiển từ xa UUV và tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi ở Yemen phóng vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Dẫn thông báo của Sencom cho hay lực lượng của họ đã phá hủy 3 UAV do Houthi phóng từ Yemen vào Vịnh Aden trong khi một uav khác bị bắn hạ ngay trong khu vực do houthi kiểm soát ở yemen quân đội mỹ cũng phá hủy một uav một uav và một tên lửa đạn đạo chống hạm do houthi bắn ở biển đỏ trước khi chúng có thể vươn tới mục tiêu trên các tuyến hàng hải quan trọng này tuyên bố của sencom nhấn mạnh các vũ khí này đã tạo ra mối đe dọa rõ ràng đối với các lực lượng mỹ và liên quân cũng như các tàu thương mại trong khu vực hành vi liều lĩnh và nguy hiểm của houthi tiếp tục đe dọa an ninh của khu vực. Tuy nhiên, Hầu Thị đã không nhận đứng sau các cuộc tấn công mới nhắm vào tàu ở Biển Đỏ hoặc Vinh Aden trong ngày mùng 6 tháng 8. Trước đó, ngày mùng 3 tháng 8, Hầu Thị đã tái khởi động chiến dịch tấn công các tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ sau hai tuần gián đoạn bằng cách bắn tên lửa vào một tàu thương mại ở Vinh Aden. Kênh truyền hình al Masira của Hầu dẫn thông báo của lực lượng này cho biết hồi đầu tháng 7, Liên quân Mỹ, Anh đã tiến hành 5 vụ không kích nhằm vào khu vực Ras Issa, phía tây bắc của thành phố Cảng Hodeida, bên bờ biển đỏ tại Yemen. Hải quân Mỹ gần đây cũng tiết lộ về các hệ thống vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào nhóm vũ trang Houthi. Theo thông tin chia sẻ với Navy Times, các máy bay chiến đấu F-A-18 Super Hornet trên tàu sân bay USS Dwight d Eisenhower đã sử dụng tên lửa tầm nhiệt dẫn đường hồng ngoại AIM-9X để phá hủy máy bay không người lái UAV Cảm Tử của Houthi AIM9X là biến thể của tên lửa không đối không tầm ngắn AIM9 Sidewinder của tập đoàn Raytheon. Mỗi tên lửa AIM9X có giá 430.800 đến 472.000 đô la Mỹ, gấp từ 215 đến 236 lần so với con số 2.000 đô la Mỹ mỗi chiếc UAV mà Houthi sử dụng. Hải quân Mỹ cũng xác nhận phóng tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến AARGM từ máy bay chiến đấu Super Hornet để chống lại Houthi. Được tập đoàn Northrop Grumman sản xuất, giá của mỗi tên lửa AARGM là 874.000 đô la Mỹ. Một vũ khí khác được tiêm kích Super Hornet sử dụng trong chiến dịch tấn công các mục tiêu hầu thi là AGM-154 GSOVK, loại bom lượn được Hải quân và Không quân Mỹ cùng nhiều lực lượng không quân đồng minh của Washington sở hữu. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, lực lượng hầu thi bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái vào các tàu có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở giải Gaza. Các đợt tấn công liên tiếp của Houthi buộc các hãng vận tải phải định tuyến lại các chuyến tàu trên những hành trình kéo dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi. Trong một tuyên bố mới đây, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận thả con tin giữa Israel cùng Hamas hiện đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Tuyên bố trên được Nhà Trắng đưa ra liên quan đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah NCC chia sẻ hy vọng của họ trong xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông thông qua một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin. Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống Biden và ông NCC đã nhất trí về tính cấp thiết của việc đưa quá trình này đến hồi kết càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục bất chấp vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Iran vào cuối tháng 7. Theo ông Blinken, nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn đang ở giai đoạn cuối nhưng bị đe dọa bởi căng thẳng với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết, ông Yahya Sinoa được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị mới của Hamas, có đủ quyền hạn để đảm bảo đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột ở Gaza và giải thoát con tin. Ngoại trưởng Blinken lưu ý rằng, ông Sinoa đã và vẫn là người quyết định chính đối với việc dàn xếp lệnh ngừng bắn. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, thông báo của Hamas về việc bổ nhiệm ông Sinoa chỉ nhấn mạnh thêm thực tế rằng ông này thực sự phải quyết định về việc xúc tiến lệnh ngừng bắn hay không. Ngoại trưởng Blinken đánh giá, điều này rõ ràng sẽ giúp ích cho rất nhiều người Palestine đang tuyệt vọng, phụ nữ, trẻ em, nam giới bị mắc kẹt giữa làn đạn. Ông Blinken kết luận, thực sự là ông ấy phải quyết định. Ông Sinwa là người đứng đầu của Hamas ở giải Gaza và được coi là một trong những nhân vật lên kế hoạch cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào lãnh thổ Israel, dẫn tới kế hoạch quân sự trả đũa của Israel vào giải đất này suốt 10 tháng qua hồi tháng 7, theo hãng tin Reuters, một nguồn tin cao cấp của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết lực lượng này đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về việc tiến hành đàm phán trả tự do cho các con tin Israel, bao gồm cả binh sĩ và đàn ông. Quá trình này sẽ bắt đầu sau khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận kết thúc xung đột tại Gaza đi vào hiệu lực. Lực lượng Hamas cũng đã từ bỏ yêu cầu tiên quyết rằng Israel đưa ra cam kết về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký thỏa thuận. Thay vào đó, việc đàm phán ngừng bắn sẽ diễn ra xuyên suốt giai đoạn đầu tiên kéo dài 6 tuần. Những kết quả trên là một phần nỗ lực hòa bình quốc tế được kỳ vọng sẽ dẫn đến thỏa thuận khung về việc kết thúc cuộc xung đột kéo dài 9 tháng ở giải Gaza nếu được phía Israel chấp nhận. Nhiều nước, trong đó có Mỹ và Qatar, đã đứng ra làm trung gian để tiến hành quá trình đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas.